Sáng ngày 19 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15 khai mạc từ ngày 20 tháng 5. Trả lời về chương trình bầu Chủ tịch nước với ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và bầu Chủ tịch Quốc hội với ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tại kỳ họp thứ bảy, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, ngày hôm qua, Hội nghị Trung ương 9 đã thành công với kết quả tốt đẹp. Theo đó, tại kỳ họp 7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội Cụ thể, theo thiết kế chương trình, vào cuối giờ sáng ngày khai mạc ngày 20 tháng 5, Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp và tới sáng ngày 22 tháng 5 sẽ hoàn thành. Cũng theo ông Bùi Văn Cường, Quốc hội sẽ bầu chủ tịch Quốc hội trước, sau đó bầu chủ tịch nước theo quy định. Tổng thư ký Quốc hội nhấn mạnh tại điều 4 Hiến pháp đã hiến định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng theo ông Cường là cử và giới thiệu cán bộ để bầu cử, ứng cử hoặc quyết định bổ nhiệm vào các vị trí của các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội. Về câu hỏi, trong quy trình bầu Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm Chủ tịch nước có bao gồm quy trình miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm hay không? Và tại kỳ họp lần này, Quốc hội có thực hiện quy trình phê chuẩn bầu nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an thay ông Tô Lâm hay không? Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin, trong hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Trung ương Đảng cũng chưa giới thiệu nhân sự để bầu nhiệm Bộ trưởng Công an ông bùi văn cường nói vì thế tại kỳ họp này chưa phê chuẩn miễn nhiệm chức danh bộ trưởng công an ông cường nói thêm vừa qua bộ trưởng tài nguyên môi trường trần hồng hà khi được giới thiệu để phê chuẩn bổ nhiệm làm phó thủ tướng chính phủ cũng không miễn nhiệm chức danh bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường và vẫn tiếp tục giữ chức vụ bộ trưởng tài nguyên môi trường một thời gian Ông Cường khẳng định hiện cơ quan có thẩm quyền là Bộ Chính trị chưa có giới thiệu nhân sự mới cho chức danh Bộ trưởng Công an. Do đó, trong chương trình nghị sự của kỳ họp thứ Bảy chưa có nội dung phê chuẩn miễn nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Công an. Thông tin thêm về nhân sự Quốc hội, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác đại biểu cũng cho hay, tại kỳ họp lần này, Quốc hội cũng chưa thực hiện bầu mới Phó Chủ tịch Quốc hội thay cho vị trí của ông Trần Thanh Mẫn. Trong thông báo chiều qua, ngay sau khi kết thúc hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Ông Tô Lâm, 67 tuổi, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trình độ giáo sư tiến sĩ Ông Tô Lâm là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 13, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11 12 13, bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Tô Lâm là đại biểu Quốc hội các khóa 14 15. Sự nghiệp của ông Tô Lâm gắn liền với ngành công an. Từ năm 1979, ông Tô Lâm lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng cục bảo vệ chính trị 1, phó cục trưởng cục bảo vệ chính trị 1, rồi cục trưởng cục bảo vệ chính trị 3, phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh, rồi phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục an ninh 1, tổng cục trưởng tổng cục an ninh 1. Từ năm 2010, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công an. Tại đại hội 11 của Đảng năm 2011, ông Tô Lâm được bầu là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 tới tháng 9 năm 2014, ông Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm thượng tướng. Tại Đại hội 12 của Đảng năm 2016, ông Tô Lâm được bầu vào Ban chấp hành Trung ương rồi Bộ Chính trị khóa 12, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2019, ông Tô Lâm được phong quân hàm đại tướng. Tại Đại hội 13, ông Tô Lâm tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị khóa 13, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Công an. Ông Tô Lâm cũng là đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Trần Thanh Mẫn, 62 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trình độ tiến sĩ. Ông Mẫn là Ủy viên Dự quyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm hoạt động công tác đoàn tại Hậu Giang, Cần Thơ. Từ tháng 7 năm 1994, ông Trần Thanh Mẫn làm tránh văn phòng, sau đó là phó chủ tịch, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Trần Thanh Mẫn cũng có hơn 4 năm làm bí thư thành ủy Cần Thơ trước khi giữ cương vị là phó chủ tịch rồi chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 4 năm 2021, ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 14 bầu giữ chức phó chủ tịch Quốc hội. Đến tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức phó chủ tịch Quốc hội. 10 giờ thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Tham dự có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Sau phiên bế mạc hội nghị Trung ương 9 vào sáng ngày 18 tháng 5 năm 2024, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận hội nghị Trung ương 9 đã đề ra. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Đồng chí Tổng Bí thư chúc mừng việc trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 và nửa đầu năm 2024, bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo các lĩnh vực quốc phòng an ninh, đối ngoại xây dựng, trình đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được nhiều kết quả tích cực. Về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức, vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, mà trước hết là trong ban chấp hành trung ương đảng. Lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư phải thật sự là đoàn kết, thực sự là gương mẫu, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp chung, cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm 2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí Thư, khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết, xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội 14 của Đảng để trình hội nghị Trung ương 10, khẩn trương ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở các cấp ủy tổ chức đảng, bảo đảm chặt chẽ sát thực, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại tăng cường quan hệ với các nước các đối tác quan trọng ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chú đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước làm tốt công tác cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ Sáng ngày 19 tháng 5, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ bảy sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc trọng thể vào ngày 20 tháng 5, dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 6, theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 26,5 ngày và được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2024 và đợt 2 là từ ngày 17 tháng 6 đến sáng ngày 28 tháng 6. Một vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm là chương trình làm quy trình bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy. Trả lời câu hỏi này, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Điều 4 Hiến pháp đã hiến định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là cử, giới thiệu cán bộ để bầu cử, ứng cử, quyết định bổ nhiệm vào các vị trí của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội. Hôm qua đã kết thúc hội nghị Trung ương 9 với thành công hết sức tốt đẹp. Các cơ quan báo chí đã thông tin những kết quả hội nghị. Theo đó, kỳ 7 này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch và Chủ tịch Quốc hội. Ông Bùi Văn Cường cho biết, văn phòng Quốc hội sẽ thông tin đầy đủ để các phóng viên theo dõi, truyền tài đến cử tri nhân dân cả nước và quốc tế. Trong thiết kế chương trình, chúng tôi dự kiến cuối giờ sáng ngày 20 tháng 5, chúng ta sẽ bắt đầu công tác nhân sự. Đến sáng ngày 22 tháng 5, chúng ta hoàn thiện công tác nhân sự sẽ bầu chủ tịch quốc hội trước, sau đó bầu chủ tịch nước. Cũng theo ông Cường, nghị quyết hội nghị Trung ương 9 chưa giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an, vì thế quốc hội kỳ này vẫn chưa phê chuẩn hay miễn nhiệm đối với chức danh này. Ông Cường nói thêm, chúng ta thấy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, gần nhất như ông Trần Hồng Hà được quốc hội phê chuẩn giữ chức phó thủ tướng, nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường một thời gian. Hiện cơ quan có thẩm quyền chưa giới thiệu nhân sự mới kỳ họp 7 này chúng ta chưa có nội dung phê chuẩn hay miễn nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Công an. Như đã thông tin, tại Hội nghị Trung ương 9 đã thống nhất giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước, và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.